đi ra làm việc và thấy đồng đội cảm thấy cái chuyện đồng đội sau này ra đi đồng đội sau này thì tìm một cái gì mà sau này thì biết đồng đội là họ sau này còn sau này tới đó thì anh cái điều đó là mình đủ cái đó thấy cái này đó rồi là một cái tư tưởng của tư cách nó mới như là nó sẽ là một mọi người gì ấy cho nên là nó thay rồi nó cũng mô mà mô thì bên gì ấy thôi cho nên hay đó là thấy cái sự hôn đang đi gắn quê và cũng là anh hay là chồng mobile ship tay đó hay là cái giao đổi của xe cho nên cái mà mình đã thấu thì mình có cái hiệu ứng Kendo với hiệu ứng Bo Kendo rồi cái Kendo thì nó đơn giản cái này cũng được chia sẻ từ trong tâm lý psychology nó giống vậy thì khi mà con khi cao cái dĩ nhiên là con siêu này nó chỉ có một chiếc này khi con thấy con siêu cao nó sẽ gắn với lại cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn A là cái đường mà mình chỉ là khai thác đôi khi mình 40 cái thì là bo thành B thì mình cắt số đường ngang là nổi. Và thì mà bo thì nói lên cái quá trình mà mình hại thì nổi thì ngày xưa đây mình thấy nặng lên mình bơi khác hơn cái đường cong người ngày xưa đây mình đường cong là cái thái được lên oxy cái gì thì nó cũng là mô thì mình nhẹ bay nhắc, mình nhẹ máy lực à, cứ tăng bay 50 á, nhẹ máy lực bay 50 luôn thì cái dễ thì nó sẽ nhẹ mô nhiều khi nhẹ mô nó nhẹ hơn à, đó là cái quá trình mà nó đổ tiền cho mình.